trên nhiều đội chơi đấu và đội tuyển nữ Philippines và Singapore. Let's welcome to the field the women teams of Philippines and Singapore. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. Book out Philippines, the national anthem of Philippines. Thank you.
Philippines. Go for Philippines, but then we're going for Italy. Thank you.
từ Singapore sẽ được học hỏi. Cầu thủ số 10 Azima đó sẽ là cầu thủ số 7 City. Substitution for Singapore. Player number 7 City replace the player number 10 Azima.
tổng số một tốt đi vào thị trường Philippines. Go for Philippines, I'm ready to go. Go! Go! Go!
the Philippines is the other one. The most important thing is the most important substitution for Philippines. Then the panic, the last four years, replaced the panel in 19. Rodriguez.
由 Philippine 世界的总统和董事会长各方老师给我董事长一起来有 substitution for Philippines by the six in Palio replace travel number 25 so far
Going for Singapore, batter number 17, Kamalia. Thank you.
Cầu thủ số 7, Miras, đi bàn cho Philippines. Cầu thủ Philippines, bàn thân của Sơn, Miras.
cầu thủ số 25 Cường Hắc ghi bàn cho Philippines. Singapore 9. The final score is Philippines 7, Singapore 2.